Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án claim 2,5 token HY mỗi ngày các bạn. Thì để claim được thì các bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, mở đúng form của bạn. Sau đó các bạn nhập vào Telegram nè. Các bạn sẽ tắt chatbot các bạn. Rồi, các bạn chọn tiếng Anh các bạn. Sau đó bạn bấm vào click here sell your phone nè. Rồi, các bạn đặt nickname của bạn ghi họ và tên của mình vào các bạn. Rồi, bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn submit số điện thoại của mình nè. Rồi, cái này nickname các bạn ghi đặt lại đi. Nickname đặt nên. Rồi, các bạn bấm vào claim here nè các bạn. Claim daily reward nè. Get 2,5 HY. Rồi đây thì nó kêu bạn submit apply bài hệ điều hành nào thì bạn nhấp cái đó các bạn. Android trắng HY. Rồi bấm vào claim daily hit quốc là invite. Rồi các bạn nhấp vào một HY.com này các bạn đăng ký website nè các bạn. Ok, vậy là nhiệm vụ thứ nhất ký xong rồi, các bạn nhấp vào nhiệm vụ thứ hai của mình, các bạn đăng ký về tài khoản của nó. Rồi, sau đó các bạn xin nick của số điện thoại các bạn đã chat trên Instagram các bạn. Bấm net. Sau đó gửi mã code về cho các bạn. Sau đó nó gửi về cho bạn một mã code ở trên ấy này, các bạn copy mã code này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép nha các bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Nhấp vào đây, các bạn bấm verify này. Rồi sau đó các bạn nhấn password vào các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè, bấm bấm net nè. Lưu, bấm net nè. Rồi, mình vừa ấy là mình vừa tạo tài khoản là mình đã nhận được 0.5 0.76 UDT nữa các bạn. Password. Ok. Tốc cần HY được ta. À, mình đã nhận được 2.5 tốc cần HY mỗi ngày nè các bạn. Thì mỗi ngày các bạn cứ vào 24 giờ các bạn bấm vào một claim IDOP nữa các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình sẽ cập nhật sau con này cho các bạn nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.